Anh là quốc gia có nền bóng đá phát triển bậc nhất trên thế giới và công tác trọng tài ở quốc gia này thì cũng luôn nhận được sự quan tâm và chú trọng. Các trọng tài ở Anh thì được đào tạo rất bài bản để đảm bảo có thể điều hành các trận đấu một cách chuẩn xác nhất. Đã thành thông lệ, trước mỗi mùa giải, Liên đoàn bóng đá Anh FA đều tổ chức một trại tập huấn cho các trọng tài trẻ. Những trọng tài này phần lớn đều ở độ tuổi dưới 25 và là những người cho thấy tiềm năng để có thể đạt tới trình độ của một trọng tài chuyên nghiệp. Những trọng tài nổi tiếng của giải Ngoại hạng Anh cũng tham gia vào khóa huấn luyện này với vai trò hướng dẫn. Những chàng trai trẻ này là thế hệ trọng tài tương lai của nước Anh và nhiệm vụ của chúng tôi là giúp họ nhanh chóng hoàn thiện những kỹ năng của mình. Tôi đến với nghề trọng tài vì tôi yêu bóng đá. Tôi từng chơi bóng khi còn trẻ và tôi biết rằng mình không thể đạt tới đẳng cấp cao nhất ở vai trò cầu thủ. Vì vậy, tôi đang nỗ lực để làm điều đó trong vai trò trọng tài. Với việc các sân vận động ở mùa giải 2021-2022 sẽ lại chật kín khán giả, các trọng tài trẻ sẽ phải làm việc dưới áp lực lớn hơn. Trại tập huấn này sẽ giúp họ có thêm sự tự tin để đối đầu với những thử thách ở phía trước.